Người cha vô tình gây ra cái chết con mình chỉ vì một phút mê game, vừa dán mắt vào trò chơi điện tử, vừa giữ bình sữa cho con bú. Người cha này đã không nhận ra rằng đứa con của mình đang nghẹn sữa và dần mất đi hơi thở cuối cùng. Sai lầm một phút, hối hận một đời. Câu chuyện về một ông bố vô tình giết chết con gái của mình được luận tội gần đây đang gây rúng động khắp cộng đồng mạng. Theo các trang tin tức của Singapore, vào lúc gần 10 giờ sáng, ông bố 27 tuổi Mohamed Sidis Sajali được vợ nhờ cho con bú sữa bình, xong anh lại nằng nặc từ chối vì đang chơi, đang bận chơi game. Một lúc sau, người vợ có việc phải ra ngoài nên anh không còn cách nào khác, đành vừa cho con uống sữa, vừa tiếp tục trò game. Để thuận lợi hơn, Sidis quyết định đặt con gái, bé Jehanna Quayler, trên đùi rồi tay phải tiếp tục bấm điện thoại, trong khi tay trái cầm bình sữa cho con bú. Quá tập trung vào trò chơi điện tử, Sidis đã không nhận thấy con gái của mình đang nghẹn sữa và cơ thể bắt đầu tím tái đi dần. Cho đến khi bố vợ chạy vào, Sidis mới nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Bố vợ Sidis ngay lập tức thực hiện hồi sức tim phổi cho cháu gái 3 tháng tuổi và yêu cầu con rể gọi xe cấp cứu, được sơ cứu và nhanh chóng chuyển vào bệnh viện đa khoa Singapore. Nhưng cô bé tội nghiệp đã không thể qua khỏi. Trách nhiệm làm bố và lời nói dối. Sự việc này xảy ra vào ngày 12 tháng 10 năm ngoái, song đến nay cảnh sát mới công bố kết quả điều tra để luận tội Sidis. Ngoài việc dẫn đến cái chết của con gái mình vì quá chủ quan, ông bố này còn có thể chịu trách nhiệm cho những tai nạn của con mình mà anh đã giấu nhiệm trước đó. Sau nhiều lần thẩm vấn, Sidis thừa nhận rằng anh đã từng làm ngã con gái mình trên sàn nhà vào ngày 26 tháng 8 năm 2015. Lại một lần nữa, ông bố vô tâm này mài dán mắt vào điện thoại và làm rơi núm vú của cô bé trên sàn lúc nào không hay. Khi với tay xuống lấy, anh vô tình khiến đầu Jehanna đập xuống nền nhà. Tai nạn này làm nứt hộp sọ của bé gái và Sidis quyết định giữ kín chuyện này. Đối với những sai lầm nghiêm trọng trên, ông bố nghiện game này sẽ sớm nhận được phán quyết thích đáng từ tòa án. Lời hối tiếc muộn màng. Nhận nhiều chỉ trích từ dư luận và bị lương tâm dày vò, cắn rứt, Sidis chia sẻ sự hối tiếc muộn màng của mình lên mạng xã hội trong nỗi đau đớn. Các bạn muốn đi rêu rao với cả thế giới rằng tôi không biết chăm con, nhưng trong tình huống ấy tôi không hề cố ý. Tôi cũng yêu con gái mình y như những người khác trong gia đình chứ. Làm gì có ai trên đời này lại không yêu con mình. Tôi đi giao hàng hóa để kiếm sống. Khi ngồi trong xe tải và thấy gia đình người khác đang hạnh phúc đi cùng với con cái của họ, tôi cảm thấy thật buồn. Tôi gần như rơi nước mắt. Không ai biết được cảm giác tôi đang chịu đựng là gì. Cầu Chúa xin ban cho tôi sức mạnh. Thời gian trôi qua, dư luận sẽ chìm xuống. Mọi người sẽ thôi nghĩ đến sai lầm của anh, nhưng những dằn vặt trong anh sẽ không bao giờ ngừng day dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.